Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Hữu Phước, 38 tuổi, về tội giết người và hủy hoại tài sản. Phước là người đã phóng hỏa đốt nhà do mâu thuẫn, làm 5 người chết tại quận 9 vào ngày 21 tháng 1 năm 2020, tức 27 Tết Canh Tý. Theo cáo trạng, 3 giờ sáng hôm đó, sau khi nhậu về, Phước về nhà nằm nghỉ. Bực bội chuyện nhà bà Lê Thị Huệ ở phía sau, thường xuyên để xe lấn chiếm lối đi chung, Phước tẩm xăng vào tấm thảm lau chân, châm lửa đốt rồi ném vào nhà bà Huệ. Lửa bùng lên thành đám cháy lớn, khiến bà Huệ cùng 3 người con ruột và 1 người con dâu chết cháy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Phước chính là hung thủ. Chiều hôm đó, công an đã mời Phước về làm việc. Đến 22 giờ cùng ngày, Phước đã nhận tội.